Văn Trang sự nghiệp thăng hoa, lấy chồng Việt Kiều. U40 làm chủ khu du lịch sinh thái rộng 5.000 m². Cuộc sống hôn nhân của Văn Trang cùng ông xã doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ diễn cũng tranh thủ lấn sân sang kinh doanh. Cô cho biết đây là nguồn thu quan trọng giúp mình ổn định cuộc sống. Chuyện tình từ không ưa nhau đến về chung một nhà. Văn Trang được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực của VBiz. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim ăn khách như Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng, Ván Bài Tình Yêu. Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Văn Trang kết hôn với ông xã là doanh nhân Việt Kiều Hữu Quân và lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Sau 7 năm gắn bó, cặp đôi đã có 3 cô con gái xinh xắn. Chia sẻ về chuyện tình của mình trong chương trình The Khang Show, Văn Trang cho hay ban đầu cô và chồng đều không có ấn tượng tốt về nhau. Lần đầu gặp, Văn Trang còn không thích lối nói chuyện của Hữu Quân. Trong khi đó, ông xã của cô cũng không thích tiếp xúc với giới nghệ sĩ. Phải tới lần thứ 3 gặp nhau, Văn Trang mới thấy Hữu Quân nói chuyện có duyên. Vì vậy, cô chủ động xin thông tin để liên lạc. Sau một thời gian nhắn tin trò chuyện, họ phải lòng rồi thành đôi. Trong mắt của Văn Trang, Hữu Quân là người thông minh, nói chuyện cuốn hút. Thời mới yêu, nữ diễn viên từng nói với chồng, em nguyện suốt cuộc đời sẽ dở tệ để được anh chị bảo. Không những thế, ông xã Văn Trang còn là người bài bản trong mọi công việc. Anh từng tổ chức lễ cầu hôn rất lãng mạn, hoành tráng, mời tất cả bạn bè thân thiết của cả hai đến chứng kiến. Đám cưới cũng được ông xã chiều theo ý Văn Trang, tổ chức rất long trọng. Tuy nhiên sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Văn Trang đôi lúc cũng phải đối mặt với những mâu thuẫn thường tình của các cặp vợ chồng. Song họ thường không giận nhau quá 3 ngày và người chủ động làm lành là Hữu Quân. Nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến tâm sự, so với ngày mới cưới, hai vợ chồng cô giờ đây đã hòa hợp, hiểu nhau nhiều hơn. Hiện tại sau nhiều năm hạn chế hoạt động showbiz để chăm lo cho gia đình, Văn Trang đã trở lại với nghệ thuật. Cô luôn cố gắng cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp riêng. Nói về mối quan hệ với nhà chồng, nữ diễn viên hé lộ, gia đình chồng của tôi đều là những người tân tiến, không quy củ gì cả. Họ cũng không có ý kiến riêng, gây khó khăn khi con trai cưới vợ là diễn viên. Mọi người sống hòa thuận và để cho mình không gian riêng. Bởi mọi người biết một người phụ nữ có sự nghiệp, có niềm đam mê công việc, là một người thành công và đáng trân trọng, nên không việc gì cấm cản tôi, cái này cái kia. Mẹ chồng của tôi là một người tinh tế, dù mẹ không thể hiện ra, nhưng mẹ lại có những quan tâm nhỏ đối với công việc của con gái. Tuổi 33 là bà chủ của khu du lịch sinh thái rộng 5.000 m². Không chỉ thành công trong sự nghiệp viên mãn trong cuộc sống hôn nhân, Văn Trang còn sở hữu cơ ngơi khủng, một trong những tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ của cặp vợ chồng cô là khu du lịch sinh thái rộng đến 5.000 m² ở Tiền Giang. Khu du lịch sinh thái này được vợ chồng Văn Trang xây dựng theo mô hình farmstay, phủ kín nhiều loại cây xanh và cây ăn quả. Bên trong mảnh đất, nữ diễn viên bố trí thêm nhiều công trình dân dụng được làm bằng gỗ vừa đẹp mắt vừa thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh khu du lịch sinh thái, Văn Trang còn là bà chủ của hai spa khá hoành tráng. Hiện tại cô và ông xã Hữu Quân còn đang xây dựng một căn biệt thự có tổng diện tích ước tính gần 1.000 m² ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng Văn Trang thống nhất thiết kế biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân vườn, nữ diễn viên cho phủ đầy cây xanh. Phòng khách, phòng ngủ đều là không gian mở, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Văn Trang hạnh phúc chia sẻ trong chương trình The Khang Show. Vợ chồng tôi đang xây một căn nhà. Tôi nghĩ rằng chắc chắn hai vợ chồng sẽ có tranh cãi và đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Cho đến một ngày anh ấy mang bản vẽ về, tôi thấy nó theo đúng hình mẫu căn nhà trong mơ của mình. Trong quá trình thi công, có nhiều lúc anh muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng khi thấy tôi buồn, anh lại chủ động gọi cho bên thầu thay đổi theo ý vợ. Anh ấy tự hào nói với tôi rằng, trên đời này chắc chắn không có người đàn ông nào thương tôi bằng anh đâu.
là bà chủ nắm trong tay nhiều bất động sản. Vân Trang được mệnh danh là đại gia của showbiz. Tuy nhiên nữ diễn viên quê Tiền Giang lại khiêm tốn nhận mình chỉ là đại gia tình cảm. Bởi sau cô luôn có một gia đình yêu thương và hết lòng ủng hộ. Vân Trang chia sẻ, mọi người làm ra tiền và dùng nó để hưởng thụ. Còn tôi lại dùng tiền để lao vào công việc, cho nên ở góc độ nào đó tôi cũng vất vả lắm. Tôi không dùng đồ hiệu vì muốn để tiền đó làm những công việc khác. Ví dụ, việc kinh doanh spa hay khu nghỉ dưỡng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động và tôi cảm thấy đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Tôi không phải đại gia đâu, cái đó do mọi người nghĩ thôi, chứ phải có ngàn tỷ mới là đại gia chứ. Với tôi trong túi dù chỉ có 1 tỷ đồng hay 10 triệu đồng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình được thoải mái sử dụng đồng tiền của mình. Còn ví dụ mình có nhiều tiền nhưng phải sống ki bo thì mình cũng không thấy cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ mình làm ra tiền, biết sử dụng nó để tạo ra giá trị cho bản thân, cho cộng đồng. Đó mới là điều tốt nhất và là mục đích cuộc sống của tôi.